Thời tiết dạo này rất là nóng bức đúng không anh em? Chúng ta đang cần những chuyến đi xa để giải tỏa những không khí nóng như thế này. Thì nhiều anh em chúng ta thích thể thao, có thể chọn những dòng tay côn. Nhưng ở đâu đó vẫn có nhiều anh em chúng ta vẫn thích sự thoải mái, tiện nghi. Những chuyến xe phục vụ cho gia đình chúng ta nhiều không gian tiện ích cũng như là công nghệ để đáp ứng một chuyến đi dài cực kỳ là thoải mái. Thì hôm nay Forza 350 và ADV 350 sẽ là hai phương tiện sẽ giúp anh em chúng ta thoải mái hơn cho những chuyến đi dài. Với động cơ 350 cực kỳ mạnh mẽ luôn. Đây là hai dòng xe của hãng Honda sản xuất tại Thái Lan để xuất khẩu qua thị trường châu Âu với những tiêu chuẩn châu Âu. Và anh em có thể thấy là đây là hai mẫu xe có thể nói là chất lượng cực kỳ tuyệt vời tại thị trường Việt Nam rồi. Và đây là hai mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc nha. Còn bây giờ anh em mình hãy tìm hiểu xem sau kể từ 3-4 năm Forza 350 bước vào thị trường Việt Nam thì có gì đặc biệt hơn nha anh em. Và ADV 350 sau mới ra mắt cách đây tầm hơn 1 năm thôi thì sau 1 năm thì có gì đặc biệt nha. Anh em mình cùng hãy tìm hiểu với mình. Thì anh em có thể nhìn lại về tổng thể thiết kế của hai mẫu xe này. Sau một thời gian dài ra mắt thì anh em có thể thấy thì chúng ta vẫn có những cái nét đặc trưng riêng của từng dòng. Như là Forza, anh em sẽ thấy sự kết hợp giữa gia đình, hiện đại, lịch lãm nhưng vẫn có những cái nét thể thao hầm hố giúp xe có thể tăng tốc mượt hơn. Nhờ những cái khí động học như là phía trước chúng ta sẽ có một khe gió nè. Và hai bên thì anh em sẽ có những cái đường gân dập nổi để có thể chẻ gió, tạo cái khí động học tốt hơn khi mà anh em chúng ta đi đường trường dài. Và nhìn lại với ADV thì anh em sẽ thấy những cái thiết kế cực kỳ quen thuộc trên ADV luôn. Từ 150, từ 350 cho đến 750 X ADV đó, thì anh em vẫn thấy những cái chi tiết có nét đặc trưng chung với nhau như là phần trước này. Phần đèn thì anh em sẽ thấy những cái thiết kế thể thao vẫn còn đó, cho đến cặp phuộc kéo dài từ phía hông luôn. Những cái đường nét gân guốc, bậm trợn, hầm hố thể thao vẫn giữ trên chiếc ADV 350 này, giúp đây là một chiếc xe trong tay ga nhưng mà cực kỳ thể thao nha anh em đó. Và hiện tại thì tại Minh Long Auto, sau những cái năm ra mắt thì anh em có thể thấy là với phân khúc 350 thì Forza đâu đó lúc mới về Việt Nam thì tầm khoảng 299 triệu. Cũng khá là kén người sử dụng với phân khúc này anh em. Tại vì nếu mà tầm khoảng 299 triệu trong phân khúc 350 thì anh em sẽ có nhiều lựa chọn hơn, có nhiều phân khúc rẻ hơn. Nhưng đến ngày hôm nay rồi, năm 2023 thì Minh Long bắt buộc phải giảm giá để hỗ trợ cho anh em nào đam mê những cái dòng xe này. Còn bây giờ mức giá của Minh Long Auto đang cực kỳ khuyến mãi luôn, đang hỗ trợ anh em giảm 10 triệu so với lúc ban đầu. Đâu đó tầm khoảng 294 tới 299 đúng không? Nhưng bây giờ chỉ còn là 284 thôi. Đang cực kỳ khuyến mãi luôn. Đó, để anh em dễ dàng hơn chúng ta có thể đam mê chinh phục với dòng xe này. Còn đối với ADV 350 thì ra mắt cách đây cũng không lâu ha anh em. Đó, thì chúng ta với mức giá đâu đó tầm khoảng 350 thì cũng khá là chênh lệch so với lại Forza 350. Nhưng bây giờ Minh Long cũng đang bắt đầu hỗ trợ cho dòng xe này để anh em nào đam mê dòng xe này có thể dễ dàng tiếp cận hơn để trải nghiệm em nó tại thị trường Việt Nam. Với mức giá đâu đó chỉ tầm khoảng 320 cho đến 340 thôi. Đó là anh em sẽ chúng ta sở hữu được Forza với lại ADV 350 này rồi. Và cái mức giá nó dao động là lý do tại sao anh em, là nó sẽ tùy theo màu. Quay lại với lại nhựa hướng chính thôi, anh em mình cùng nhìn lại cái phần thiết kế của Forza 350 và ADV 350 này khác biệt nhau như thế nào để anh em có thể dễ dàng lựa chọn một mẫu xe phù hợp với anh em hơn. Nói về Forza 350 trước đi ha, thì đây có thể thấy là một chiếc xe nếu mà anh em đi đường trường dài thì mình đánh giá cực kỳ là thoải mái luôn. Khi mà ở phía trên điểm nhấn cho anh em á, là chúng ta sẽ có cụm đồng hồ đôi. Ở đây chúng ta sẽ có hai dòng ha, một là hiển thị tốc độ, hai là chúng ta sẽ hiển thị dòng tour. Với dòng tour ở đây mình thấy tầm khoảng tối đa là 11.000 cũng khá là cao ha anh em, giúp cho anh em chúng ta đi ở tốc độ cao á
dãy tua cao thì sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Và ở phía giữa thì anh em sẽ có một cái màn hình LCD thể hiện đầy đủ thông số cho anh em luôn, như ngày giờ nè, thông số xe đó, rất là nhiều. Và cái điểm mình thích nhất trên Forza 350 này không phải là cái phần đồng hồ đó anh em, mà đó chính là cái phần chắn gió này. Tại vì sao? Tại vì nó có thể chỉnh điện trực tiếp ở trên cầm được. Anh em sẽ không cần chúng ta xuống xe để chỉnh cái khí chắn gió này đâu. Thiết kế trang bị công nghệ mà hầu như đa số các mẫu xe cùng phân khúc luôn không có anh em. Đó, mình làm thử cho anh em coi nha. Đó, anh em muốn chúng ta chỉnh điện được thì anh em phải bật máy xe lên. Đó, ở bên cầm tay trái thì anh em sẽ có cái nút lên nút xuống á, thì anh em chỉ cần bấm lên thì khiến chắn gió sẽ tự động lên luôn. Và cái khiến chắn gió này anh em có thể tùy chỉnh khi mà anh em đang chạy xe được nha. Nếu mà anh em đang đi đường dài nè, gió đang tạt vô anh em rất là nhiều, anh em có thể chỉnh lên. Hoặc là anh em chúng ta đang đi đường dài mà chúng ta đang thấy mát mát, chúng ta muốn tận hưởng cái không khí gió trong lành ở đường ven biển á, thì anh em có thể hạ xuống để chúng ta thoải mái hơn và tận hưởng cái không khí mà chúng ta đang trải nghiệm này. Và tiếp theo nữa mà cái điểm nhấn của Forza 350 sẽ thu hút rất nhiều anh em luôn, đó chính là phần đầu đèn. Đầu đèn này sẽ được trang bị cái đèn DM á, đèn sáng ban ngày đó anh em, cực kỳ là sắc sảo luôn ha. Thiết kế nè, nó sẽ trải dài từ phần cụm đèn chính kéo dài đến cái phần mà đèn xi nhan luôn ha. Nó nhìn cực kỳ bắt mắt, nhiều chi tiết rất là tinh xảo để thu hút mọi anh em nào đam mê những dòng xe thể thao, đam mê những cái gì mà sắc sảo. Và cốt pha này anh em sẽ được thiết kế ở phía dưới để cho có thể chúng ta không bật chói mắt người ở đối diện ha. Cái điều đặc biệt ở đây nữa thì đó chính là xi nhan. Xi nhan anh em đã được tích hợp và là kính chiếu hậu luôn. Kính chiếu hậu này anh em có thể gập ga nè, gập vô, và anh em có thể tùy chỉnh được cái khoảng mà anh em coi được ha, cái tầm nhìn anh em được ha. Chỉ cần anh em bẻ ga bẻ vô này, anh em sẽ chỉnh được cái tầm nhìn của mình. Nói chung là Forza 350 về cái phần đèn, cụm đèn trước nè, rồi cái khu vực phía trước này rất là nhiều công nghệ để thu hút anh em nào đam mê cái sự lịch lãm công nghệ. Anh em có thể thấy thì ADV 350 cái phần phía trước này á thì vẫn có những cái nét thiết kế giúp cho anh em đi touring cũng cảm thấy thoải mái hơn. Như là vẫn cụm đèn nè, chúng ta dù là không tinh xảo như là Forza 350 nhưng vẫn thiết kế cực kỳ là mạnh mẽ ha, góc cạnh ở phần cụm đèn trước này. Ở phần khiến chắn gió này anh em vẫn có điều chỉnh được, nhưng mà chúng ta phải điều chỉnh bằng tay với 4 nút điều chỉnh nha anh em. Đây, mình sẽ hướng dẫn anh em nè. Anh em sẽ kéo hai cái cục này ra, ở dưới phần khiến chắn gió chúng ta sẽ có hai cái núm. Anh em sẽ kéo ra rồi chúng ta sẽ đẩy lên, sẽ có 4 nút điều chỉnh. Và về khiến chắn gió này thì mình cảm thấy cũng hơi thấp, nếu mà anh em bật nút tối đa lên đó, thì cũng hơi thấp so với lại Forza 350. Đó, nó cũng che gió cho anh em phần tương đối thôi, tại vì thiết kế nó cũng hơi khá nhỏ đó anh em. Đó, anh em nào chúng ta muốn to hơn thì anh em có thể thay thế khiến chắn gió to hơn ha. Và cái thiết kế của ADV 350 này thì nó sẽ không có nghiêng về những cái công nghệ kiểu như là hỗ trợ người lái, mà nó sẽ kiểu là nó sẽ hướng về cái cảm giác lái nhiều hơn, sẽ giúp cho anh em phấn khích khi mà chúng ta đi qua những cái con đường gồ ghề, những khu vực địa hình xấu. Khi mà cái điểm nhấn của Forza 350 thì nó sẽ nằm ở phần dưới chân này đó. Thiết kế Forza 350 cái phần gầm này thì nó sẽ, mình cảm thấy là tối giản hơn so với lại Forza 350, để giúp cho anh em chúng ta sẽ thấy được cái bộ phuộc này và cái hành trình phuộc nó sẽ êm ái hơn khi mà anh em chúng ta đi qua đường gồ ghề, nó sẽ thoáng hơn rất là nhiều ha. Và phía trước này điểm nhấn là chúng ta sẽ có cặp phuộc upside down rất là to luôn, giúp cho anh em chúng ta đi được hình tốt. Và kèm theo đó thì chúng ta sẽ có cái vỏ lớp gai nữa, giúp cho anh em bám đường tốt hơn. Và năm 2023 này với cái phân khúc là 350 á, thì hai mẫu xe này không thể thiếu trang bị là chống bó cứng phanh ABS cho kênh trước và kênh sau luôn, nên anh em cứ yên tâm về độ an toàn của hai mẫu xe này ha. Đó là những cái về những cái phần mà trang bị phía trước. Còn về tính năng khác thì sao? Thì hai mẫu xe này như hồi nãy mình đã nói thì hai mẫu xe này đều là tay ga, đi gia đình thoải mái cho anh em. Thì tất nhiên là hai mẫu xe này đều có góc lái rất là cao rồi, cho anh em thoải mái. Và ngoài cái góc lái cao thì hai mẫu xe này sẽ cho anh em hai cái tư thế lái thoải mái hơn rất là nhiều. Một thì anh em sẽ ngồi chúng ta là 90 độ nè. Đây. Một thì anh em sẽ ngồi chân là 90 độ,
Nếu mà anh em đi đường dài, chúng ta cảm thấy hơi mỏi chân, tê chân, thì anh em có thể ngồi nhích ra phía sau tí xíu, chúng ta duỗi thẳng chân về phía trước, thì sẽ tạo ra tư thế lái thứ hai, giúp cho anh em chúng ta thoải mái hơn, dễ lưu thông máu hơn khi chúng ta ngồi lâu đi đường dài ha anh em. Đó, anh em có thể thấy nè, góc lái thì khá là rộng luôn cho hai mẫu xe. Và một lý do nữa thì mình nghĩ các anh em hay nhậu á, nên mua hai mẫu xe này. Tại sao? Khi mà chúng ta nhậu về trễ đúng không, lỡ vợ có đuổi ra khỏi nhà thì anh em có thể chúng ta ngủ thẳng trong cốp luôn ha. Đó, khỏi cần mướn khách sạn chi cho xa, anh em nhảy vô cốp luôn. Hoặc là anh em đi cắm trại, anh em không có chỗ ngủ đúng không, anh em nhảy vô cốp ngủ luôn cho nó khỏe. Đó là nó đùa anh em thôi. Thật ra cốp của Forza 350 và ADV 350 này cực kỳ rộng, để anh em có thể để những cái đồ đạc khi mà anh em chúng ta cho một chuyến đi xa, hoặc là anh em để đồ đạc cho gia đình, hoặc là những cái vật dụng anh em hay đi làm. Rất là rộng. Anh em có thể thấy là ở phần phía trước này anh em có thể để vừa một cái nón full face, ở phía sau cũng vậy. Hiếm phần mẫu xe nào anh em có dung tích cốp lớn như vậy ha. ADV 350 vẫn có như thế ha anh em. Và cái tiện lợi hơn nữa mình nghĩ là cái phần mà đổ xăng bên ngoài, ở thị trường Việt Nam mình rất là thích luôn. Từ những cái dòng xe nhỏ thì thiết kế mà đổ xăng qua bên ngoài này cũng rất là được ưa chuộng, cho đến những cái dòng xe cỡ lớn thì đổ xăng ngoài là một sự tiện lợi, anh em sẽ không cần chúng ta xuống xe mở cốp lên mở cốp xuống rất là rườm rà. Kèm theo đó nữa thì cái phần mà phía sau này Forza với lại ADV á, thì chúng ta vẫn có hai cái cản sau để cho anh em chúng ta có thể nói, hoặc là cho anh em chúng ta bắt cái ba ga ở phía sau này, chúng ta đựng thêm đồ hoặc đựng thêm thùng khi mà anh em chúng ta muốn tăng diện tích cốp lên để chúng ta đựng đồ. Và phía trước này không thể nào thiếu là chức năng sạc điện thoại đúng không? Chúng ta đi đường dài thì tất nhiên chúng ta sẽ sử dụng điện thoại nhiều, và cái việc mà không có cổng sạc trên một chiếc xe bây giờ cũng rất là khó khăn khi mà anh em chúng ta hay sử dụng điện thoại nhiều. Forza và ADV 350 này thì chúng ta vẫn có cái phần cốp nhỏ phía trước đã tích hợp cổng sạc luôn ha. Anh em có thể vừa chạy vừa sạc điện thoại mà không lo chúng ta hết pin giữa đường. Thì anh em có thể thấy thì ADV chúng ta sẽ thiết kế đi đường dài, nhưng mà nó sẽ ưu tiên hơn một xíu là chúng ta đi đường hình tí xíu nữa. Đó, và trên đây là những cái sự khác biệt của ADV 350 và Forza 350. Để anh em nào chúng ta đang cần một chiếc xe, một chiếc phương tiện để phục vụ cho gia đình, cho những chuyến đi xa, để phục vụ cho anh em những chuyến đi touring, camping, thì đây là hai mẫu xe sẽ giúp cho anh em thoải mái hơn khi mà chúng ta đi gia đình. Anh em đừng quên nhấn like, subscribe kênh Monomoto nữa. Mình sẽ cập nhật nhiều chương trình khuyến mãi mới và nhiều dòng xe khác dành cho anh em. Và đây là hai chương trình khuyến mãi tại Monomoto. Anh em nên nhớ đây là chương trình khuyến mãi tại Monomoto và đang có giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam. Nên anh em cần chờ gì nữa, hãy đến ngay Monomoto để được nhận chương trình khuyến mãi này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.